Người Liban biểu tình tập trung bên ngoài dinh tư pháp tại Beirut hôm 30 tháng 6, đòi tư pháp độc lập và trả tự do cho những người biểu tình vừa bị bắt vì quan điểm của họ. Hơn 20 nhà hoạt động bị bắt và vẫn còn bị giam vì những quan điểm họ bày tỏ. Người biểu tình vẫy cờ Liban và hô to khẩu hiệu, dân muốn lật đổ chế độ. Cuộc biểu tình diễn ra sau khi nhà cầm quyền bắt đầu một cuộc điều tra mới về những bài viết đăng trên truyền thông xã hội xúc phạm Tổng thống Michel Aoun. Một người biểu tình tên Samir Skaf nói ông mong muốn tư pháp hoàn toàn độc lập đối với bất cứ áp lực chính trị nào. Liban là một trong những nước mắc nợ nhiều nhất trên thế giới. Quốc gia Địa Trung Hải nhỏ bé này đang tụt dốc kinh tế chưa từng thấy trước nay. Tiền tệ bị mất hơn 80% giá trị so với đồng đô la Mỹ trong những tháng gần đây, giữa tình trạng giá cả leo thang và xáo trộn trong dân chúng.